Thưa quý vị, chia sẻ với hãng thông tấn TASS, cố vấn cho lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, vào hôm 18 tháng 4, các lực lượng Nga đã kiểm soát được gần 90% thành phố Bakhmut. Lực lượng của công ty quân sự tư nhân Wagner kiểm soát gần 90% diện tích Bakhmut và việc lực lượng tiến bước là tất yếu. Trước đó, vào ngày 11 tháng 4, ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin, nói rằng các lực lượng của Nga kiểm soát hơn 80% lãnh thổ của Bakhmut, bao gồm toàn bộ các tòa nhà hành chính. Ngoài ra, vị cố vấn cho lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cũng cho biết thêm, quân Ukraine khi rút khỏi ngoại ô phía tây của Bakhmut đã cho nổ tung các cơ sở hạ tầng chính, đồng thời gài bẫy mìn. Trước đó, ông đã chia sẻ với hãng tin TASS rằng Ukraine đang tái triển khai quân tới Bakhmut, nhưng đa số các tân binh đã bị vô hiệu hóa khi tiến tới thành phố này. Bakhmut là một trung tâm giao thông vận tải quan trọng đối với hoạt động tiếp tế cho quân đội của Ukraine. Thưa quý vị, theo nhận định của lính biên phòng Ukraine, lực lượng Nga tại Bakhmut đang sử dụng một nhóm nhỏ lính trinh sát để xác định vị trí của quân đội Ukraine và tiến hành bao vây. Ngày 18 tháng 4, Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine đã thông báo về tình hình của khu vực Bakhmut. Những người lính biên phòng tại tiền tuyến tiết lộ, đối phương đã huy động những lực lượng thiện chiến hơn tới Bakhmut và các cuộc giao tranh khốc liệt hơn đang nổ ra ở trung tâm của thành phố. Phía Ukraine cũng thông báo xung đột ở Bakhmut đã kéo dài tới gần 9 tháng. Các cuộc giao tranh đang tập trung ở khu vực trung tâm của thành phố này. Lính biên phòng của Ukraine cho biết các cuộc giao tranh xảy ra dày đặc và ở khoảng cách rất gần. Đôi khi họ chỉ cách đối phương vài mét, tạo ra rất nhiều khó khăn cho việc phòng thủ. Theo binh lính Ukraine, Nga đang sử dụng một nhóm binh sĩ nhỏ từ 5 cho tới 10 người để tiến hành trinh sát và khiêu khích lực lượng Ukraine tấn công đáp trả. Từ đó, những đơn vị còn lại của đối phương có thể tính toán được vị trí của binh lính Ukraine rồi tiến hành bao vây. Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine thông tin, đối phương sử dụng rất nhiều UAV để hỗ trợ cho việc do thám, tạo ra các cuộc tấn công nhỏ để tìm kiếm vị trí khai hỏa của quân đội Ukraine. Đặc biệt, đơn vị biên phòng Ukraine tại Bakhmut không nhận thấy bất cứ cơn khát đạn pháo nào từ phía nhóm Wagner. Thậm chí, lực lượng này còn được tăng viện thêm một lượng lớn quân nhân chuyên nghiệp. Mới đây, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus cho biết, Warsaw và Kiev đã đạt được thỏa thuận về việc khởi động lại quá trình vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua lãnh thổ Ba Lan kể từ ngày 21 tháng 4 tới, đồng thời bổ sung việc quy định niêm phong và giám sát quá cảnh. Bên cạnh đó, phía Ba Lan cũng đề xuất EU tăng cường biện pháp trừng phạt Nga do xung đột tại Ukraine. Bộ trưởng Telus tuyên bố, phía Ba Lan đã cố gắng tạo ra các cơ chế như vậy để đảm bảo rằng không một tấn ngũ cốc nào còn sót lại ở Ba Lan. Bộ trưởng Phát triển Ba Lan Wandemar Buda cho biết thêm, lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm của Ukraine vào Ba Lan sẽ được giữ nguyên. Áp lực đã gia tăng đối với Brussels trong việc tìm ra giải pháp cho toàn Liên minh châu Âu sau khi Ba Lan và Hungary tuyên bố cấm nhập khẩu một số nông sản từ Ukraine từ cuối tuần qua, trong khi các quốc gia khác ở Đông Âu cho biết đang xem xét có hành động tương tự hay không. Nông dân các nước này cho rằng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Ukraine vốn gặp khó khăn khi xuất khẩu bằng đường biển trong bối cảnh xung đột với Nga đã làm giảm giá nông sản và doanh thu của họ. Ở Ba Lan, đây được cho là một vấn đề khó khăn với đảng pháp luật và công lý cầm quyền trong năm bầu cử, khi chính đảng này vốn dựa nhiều vào sự ủng hộ của cử tri ở khu vực nông thôn. Ngoài ra, Reuters cũng dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Ba Lan trong tháng này đã trình lên Ủy ban châu Âu một đề xuất tăng trừng phạt Nga do xung đột tại Ukraine. Đề xuất của Warsaw bao gồm việc ngừng nhập khẩu dầu Nga qua nhánh phía Bắc của đường ống dẫn Rusba, ngừng nhập khẩu kim cương và khí đốt tự nhiên của Nga và hạn chế hợp tác về năng lượng hạt nhân. Để được thông qua, đề xuất của Ba Lan phải được tất cả 27 thành viên của EU chấp thuận. Tính đến nay, EU đã áp đặt 10 gói trừng phạt lên Nga. Một quan chức giấu tên của EU vào ngày 18 tháng 4 đã từ chối bình luận về thời điểm áp đặt bất cứ biện pháp trừng phạt mới nào. Liên quan đến việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine, mới đây, chính phủ Đức thông báo nước này đã chuyển giao cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Patriot cùng hàng loạt trang thiết bị vũ khí khác. Trang website của chính phủ Đức thông báo danh sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó các loại vũ khí mới hơn so với tuần trước. Thông báo cho hay, hệ thống tên lửa phòng không Patriot đã được chuyển giao cho Ukraine cùng với một loạt trang thiết bị khác như 18 xe tăng chủ chiến Leopard 2A cùng đạn, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder cùng đạn, 2 xe tăng quét mìn Winsen, 34 máy bay không người lái trinh sát. Tuần này, Ukraine cũng đã nhận được từ Đức 76 xe tải Zetros, 42 hệ thống anten tự động, 83.520 quả đạn 40mm, 4 xe thiết giáp Dutch và 124 phương tiện bảo vệ biên giới. Tờ Ukrainska Pravda cũng thông tin rằng Đức hứa sẽ chuyển giao một khẩu đội Patriot cho Ukraine. Một khẩu đội như vậy bao gồm 4-8 bệ phóng, được nạp 4 tên lửa mỗi bệ. Trước đó, Mỹ là nước đầu tiên thông báo chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine vào tháng 12 năm 2022 như một phần của gói viện trợ quân sự mới. Ngoài ra, Hà Lan cũng nói sẽ cung cấp 2 hệ thống phòng không Patriot và một số tên lửa cho Ukraine. Vào cuối tháng 3, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder thông báo,
Mỹ đã hoàn thành đợt huấn luyện 65 quân nhân Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do nước này sản xuất. Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine để sử dụng vũ khí phòng không Patriot do Mỹ, Đức và Hà Lan cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, sau khi các trận chiến nổ ra ở Sudan giữa quân đội và lực lượng bán quân sự hỗ trợ nhanh, các câu hỏi đã đặt ra về sự tham gia của tập đoàn Wagner tại đất nước này. Tập đoàn Wagner bị cáo buộc lấy tài nguyên vàng của Sudan để tài trợ cho các hoạt động của họ ở Ukraine. Wagner là một công ty quân sự tư nhân do tài phiệt người Nga Yevgeny Prigozhin làm chủ sở hữu đã hoạt động ở Sudan trong nhiều năm. Tập đoàn đánh thuê này bắt đầu hoạt động ở Sudan dưới thời cầm quyền của cựu Tổng thống Omar al-Bashir, người sau này bị buộc phải từ bỏ quyền lực vào năm 2019 do các cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại ông. Để đổi lấy sự bảo trợ của Moscow, ông al-Bashir đã tới Nga vào năm 2017 để gặp Tổng thống Vladimir Putin. Đổi lại, Sudan đóng vai trò là cửa ngõ vào châu Phi của Nga. Một thời gian ngắn sau, Merogol, một công ty khai thác vàng mới thuộc sở hữu của công ty M-Invest của Nga, đã bắt đầu đưa các chuyên gia Nga đến Sudan, quốc gia sản xuất vàng lớn thứ ba của châu Phi. Vào năm 2010, Bộ Tài chính Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã xử phạt M-Invest và Merogol với tuyên bố các cuộc điều tra của họ đã tiết lộ rằng M-Invest là vỏ bọc cho tập đoàn đánh thuê Wagner. Ông Samuel Ramadi, tác giả của cuốn sách Russia in Africa, nói với hãng tin Al Jazeera rằng sau khi ông al-Bashir bị phế truất quyền lực, ông Prigozhin, chủ tịch của tập đoàn Wagner, đã cố gắng liên kết với chỉ huy quân đội Sudan là Abdel Fattah al-Burhan. Trích dẫn các nguồn chính thức của Sudan và dữ liệu của chuyến bay cho biết, một máy bay quân sự buôn lậu vàng đã bay ít nhất 16 chuyến từ Sudan đến Latakia thuộc Syria để giúp tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine của Nga. Latakia là một thành phố cảng có căn cứ quân sự của Nga. Nga cũng chuẩn bị ký một thỏa thuận với Sudan để xây dựng một căn cứ quân sự ở Port Sudan trên Biển Đỏ. Đổi lại, Nga sẽ gửi vũ khí và thiết bị quân sự tới Sudan. Wagner gần đây đã thiết lập mối quan hệ với RSF và tướng chỉ huy Mohamed Hamdan Dagalo. Ông Ramadi cho biết, mối quan hệ chủ yếu nhằm mục đích tạo ra một tuyến đường buôn lậu vàng từ Sudan đến Dubai và sau đó đến Nga để họ có thể tài trợ cho các hoạt động của tập đoàn Wagner bên trong Ukraine. Ngày 25 tháng 2 năm 2022, một ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraine, tướng Dagalo của RSF đã bay tới Moscow, mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ của RSF với Wagner. Hiện chưa rõ tập đoàn Wagner có tham gia vào cuộc chiến ở Sudan hay không. Ông Ashok Swain, người đứng đầu phòng nghiên cứu hòa bình và xung đột tại Đại học Uppsala ở Thụy Điển cho biết, ông tin rằng tập đoàn Wagner rất có khả năng tham gia vào cuộc chiến hiện tại ở Sudan để duy trì sự hiện diện của quốc gia này và bảo vệ các lợi ích kinh doanh khổng lồ của mình. Mỹ gần đây đã gây áp lực lên giới chức của Sudan để loại bỏ nhóm lính đánh thuê khỏi quốc gia Bắc Phi này. Thưa quý vị, Điện Kremlin cho biết vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm các trụ sở quân sự của Nga ở khu vực Kherson và Lugansk, hiện do nước này kiểm soát một phần. Bộ phận báo chí Điện Kremlin cho biết ông Putin đã tham dự cuộc họp với các chỉ huy quân sự tại Kherson để nghe báo cáo từ tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không, tướng Mikhail Teplinsky và chỉ huy nhóm quân Dnipro, tướng Oleg Makarevich, cùng các sĩ quan cấp cao khác về tình hình ở Kherson và Zaporizhia, những khu vực ở Ukraine sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, Điện Kremlin không tiết lộ thời điểm ông Putin tham dự các cuộc họp này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến Kherson. Ngoài Kherson, ông Putin cũng đã đến thăm trụ sở lực lượng vệ binh quốc gia ở khu vực Lugansk phía đông Ukraine. Quân đội Nga đã rút khỏi thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh Kherson vào tháng 11 năm 2022 và đang củng cố các vị trí của họ ở bờ đối diện của sông Dnipro, đề phòng Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn vào cuối mùa xuân.